Dạ yến thảo, phong ngũ thảo, hoa lan, hoa trạng nguyên. Đây là những loài hoa lần đầu tiên được trưng bày tại lễ hội hoa Mê Linh, bên cạnh loài hoa hồng. Loài hoa đã làm nên tên tuổi vùng hoa Mê Linh. Đến với lễ hội hoa Mê Linh, lần đầu tiên tôi biết đây là loài hoa dạ yến thảo. Và tôi thấy rằng cái loài hoa này vừa đẹp vừa mong manh y như người phụ nữ Việt Nam. Tôi thấy là nó rất là nhiều loại hoa đẹp và có những hiệu hoa mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nó háo hức là mình được đi chụp ảnh, được đi ngắm cảnh và được thấy mọi người đi du như kiểu đi du xuân ấy. Được dàn dựng trên quy mô 4.300 m² với 10 cụm nghệ thuật sắp đặt trang trí hoa quy mô lớn tại khu vực cổng đền Hai Bà Trưng. Cùng với sự bố trí sắp đặt khéo léo của các nghệ nhân trồng hoa huyện Mê Linh, những loài hoa duyên dáng khoe sắc đã thu hút mọi ánh mắt nhìn của du khách. Rất mong là được sự quan tâm của cấp trên nữa hơn nữa để cho năm nào cũng được tổ chức cái dịp triển lãm hoa như thế này. Để mỗi năm được để đẩy mạnh cái phong trào hoa của xã Mê Linh ngày một tốt đẹp hơn. Trong ngày đầu khai mạc, lễ hội hoa và festival đã thu hút hàng vạn du khách đến tham quan.